Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì em đang đứng tại địa chỉ là khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương để cập nhật cho mọi người về thông tin giá cả cũng như là thủ tục trả góp của dòng xe Vario 125. Thì có lẽ đây là cái dòng xe tay ga nhập khẩu mà bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam của mình luôn. Với cái dòng xe này, kiểu dáng của nó thì rất là đẹp và phù hợp, nói chung là sẽ nhiều lứa tuổi này, cũng như là giới tính nam nữ gì mình chạy cũng được, và sẽ tùy theo màu sắc mà mình lựa chọn để phù hợp với giới tính lứa tuổi hơn ha cả nhà. Rồi, hiện tại thì em đang đứng ở đây là sẽ là màu sơn 3D nhé cả nhà. Sơn 3D em này sẽ là sơn màu hồng, nhưng mà hồng á, em sẽ sơn ánh tím này. Mọi người nhìn, không biết là mọi người trong video có thấy không, nhưng mà em này sẽ hơn là màu sơn hồng ánh tím giúp em nhé cả nhà. Sơn hồng ánh tím thì em này là lần đầu tiên bên cửa hàng em Mai sơn lên luôn nha. Đó, mọi người có thể quan sát. Đối với cái dòng Vario á, thì nó sẽ có hai phiên bản giúp em nha cả nhà. Một là phiên bản khóa thường, hai là phiên bản khóa thông minh Smart Key. Thì đối với phiên bản này em đang lên á, nó sẽ là khóa thông minh Smart Key. Khóa thông minh thì hiện tại em đang có mức giá cho mọi người sẽ là 42.800.000. Và mọi người có xem video của em, mình liên hệ, mình đặt lịch trước, em sẽ hỗ trợ giảm thêm cho mọi người 2 triệu nữa, thì em nó chỉ còn lại là 40.800.000 thôi. Đó, mua góp thì mọi người cũng có thể trả trước tầm khoảng 1 triệu 2 triệu trở lên cũng được rồi. Hoặc là nếu như mà tài chính của mọi người thấp hơn thì mình mua phiên bản khóa thường thôi. Thì phiên bản khóa thường em có mức giá cho mọi người màu sơn 3D là 40.300.000. Mình liên hệ đặt lịch trước thì em giảm thêm 2 triệu nữa, chỉ còn lại là 38.300.000 thôi nhé cả nhà. Đó, nó sẽ tùy theo cái loại xe mà mọi người lựa chọn ha cả nhà. Rồi, về cái phần chi tiết xe thì em cũng không có sơn gì quá nhiều ở bên xe này. Nó sẽ có cho mọi người sơn chữ của Honda nhé, sơn của Honda này. Đó, cho với lại là đằng sau phía bên hông này thì nó sẽ sơn cho dùm em là chữ Vario. Đó, để biết được xe của mình tên gì và của hãng gì thôi. Đó, mua góp thì bên cửa hàng em hỗ trợ cho mọi người thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần mọi người đem giùm em là căn cước công dân gốc thôi là em có thể hỗ trợ cho mọi người góp rồi. Và thủ tục đơn giản như vậy, duyệt hồ sơ lại nhanh chóng nữa, tầm khoảng tầm 5 đến 10 phút hoặc là 15 phút tùy theo cái tín dụng hồ sơ của mình là hỗ trợ bao đậu cho mọi người luôn nha. Đó, ở trên xe này em sẽ có cho mọi người là đang gắn đèn LED với lại đèn bi cầu, thì em sẽ bật khóa lên cho mọi người để mọi người xem thử cái mẫu đèn này nha. Hiện tại những cái mẫu mà gắn đèn LED Audi này rất là hot luôn, và bản chất thì mọi người nhìn rất là đẹp rồi đó cả nhà. Ở đây thì nó sẽ có bi cầu này, bi cầu mắt cú hai bên nó sẽ có là hai kiểu. Bên này thì nó sẽ giống như kiểu là cái hình chống đồng hay gì đó của Việt Nam mình đó cả nhà. Đó, mọi người có thể nhìn quan sát kỹ hơn ha. Ở phía bên này thì nó sẽ là như là một con mắt cú mèo vậy đó cả nhà. Đó, nếu như mà mọi người muốn gắn thêm đèn thì mình tính thêm chi phí riêng, và chi phí riêng như nào thì mình nhắn qua bên Zalo cho em để em hỗ trợ tư vấn cho mọi người nha. Số điện thoại có ghim dưới màn hình rồi là 0325 240 470 nha cả nhà ơi. Đó, hiện tại thì bên em Mai có hỗ trợ cho mọi người là làm biển số toàn quốc này. Đó, thu xe cũ đổi xe mới này, ship xe toàn quốc luôn, với hình thức là mọi người mua trả thẳng nha. Mua trả thẳng thì em mới hỗ trợ ship toàn quốc cho mọi người được. Ví dụ ở mọi người đang coi video của em mà mọi người ở những nơi xa, mình không có ghé cửa hàng được nhưng mà lại quá ưng những cái màu sắc của bên cửa hàng em Mai đi, thì có thể nhắn qua cho em, liên hệ qua cho em, kết nối qua cho em để em hỗ trợ ship xe về cho mọi người nha. Và ngoài màu sắc này ra thì em còn rất là nhiều màu sơn khác nữa đó, nên là mọi người đang xem, đang muốn tìm kiếm thêm về màu nào nữa thì mình hỏi có thể là alo hoặc là nhắn trực tiếp qua cho em Mai nhé, để em Mai hỗ trợ tư vấn cho cả nhà kỹ hơn. Và nếu như mà cả nhà có ở khu vực lân cận của cửa hàng á, là gần khu du lịch Đại Nam, thì mọi người cũng có thể tới là khu du lịch Đại Nam này, ngã tư Sở Sao, ngã ba Phú Hòa, hay là ngã tư Hòa Lợi, hay là cổng Mỹ Phước 3 hoặc là cổng Xanh cũng được nữa. Thì mọi người cứ alo em sẽ ra rước mọi người để mọi người vô tận cửa hàng để mình xem xe nha cả nhà ơi. Và mình chuẩn bị mua xe nhớ liên hệ đặt lịch trước nha, để em hỗ trợ cho mọi người giá tốt. Và nếu như mà cả nhà mình đang có người thân bạn bè dự định mua xe luôn thì mình giới thiệu qua cho em hỗ trợ gửi hoa hồng cho mọi người từ 500 đến 1 triệu nha cả nhà. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở clip sau, em sẽ lên nhiều về màu xe đẹp hơn nữa nha cả nhà ơi. Bye bye mọi người nha.